Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh review đồng hồ của Gia Bảo Luxury. Xuất hiện từ năm 1963, ngày nay dòng đồng hồ Rolex Chronograph Daytona được đông đảo người yêu đồng hồ trên khắp thế giới yêu thích. Đặc biệt sau khi được đeo trên tay của nam diễn viên nổi tiếng Paul Newman, Rolex Daytona luôn nằm trong top những mẫu đồng hồ được giới sưu tầm săn đón nhiều nhất. Và điều gì làm nên sức hút cho những cỗ máy Rolex Chronograph Daytona đến vậy? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết cỗ máy nổi bật có số hiệu 116518-0073 có mặt tại Gia Bảo Luxury ngày hôm nay. Lấy nguồn cảm hứng từ trường đua Daytona đầy mạo hiểm, Rolex đã sử dụng luôn tên Daytona cho bộ sưu tập nổi tiếng này. Và cái tên Daytona bắt đầu được sử dụng từ năm 1964. Xuất hiện là một cỗ máy thể thao đặc trưng, Rolex Chronograph Daytona số hiệu 116518 trên tay tôi đây, được bảo vệ bởi bộ vỏ khung dáng Oyster bất đối xứng bởi vì có xuất hiện thêm các nút bấm chronograph tại bên cạnh sườn đây. Bộ vỏ khung bằng vàng vàng cùng với nắp lưng xoắn chặt và núm chỉnh giờ Triplock giúp cho mẫu Daytona này có thể chống nước ở độ sâu 100m. Bên trên bộ vỏ khung đường kính 40mm tiêu chuẩn của Rolex Chronograph Daytona này là vành bezel cũng trong chất liệu vàng vàng và với mục đích phục vụ cho giới đua xe đam mê tốc độ cao. Trên vành bezel được đánh bóng toàn bộ là vòng tròn tính tốc độ Tachimetal. Vành bezel của mẫu đồng hồ này được đánh bóng gương tinh tế, xen kẽ với cả hệ thống trải xước mờ ở khu vực càng đôi dây đây. Khác với những mẫu Daytona bằng thép, đem đến vẻ trẻ trung, năng động và hiện đại và đã từng được Gia Bảo Luxury review, chúng tôi sẽ đặt link để các bạn tiện theo dõi trong cuối video này. Rolex Chronograph Daytona số hiệu 116518-0073 sở hữu mặt số độc đáo bậc nhất mà Rolex có thể chế tạo hiện nay là mặt số khảm trai ánh đen cùng cặp số chỉ giờ bằng kim cương bọc vàng vàng cẩn thận, xen lẫn các vị trí như là 15, 30 và 45 được đính nổi cũng bằng chất liệu vàng vàng. Ngoài ra bộ kim trung tâm còn được phủ chất phát quang thế hệ mới, củng cố nét thể thao cần có cho mẫu đồng hồ này. Riêng ba mặt số phụ được chế tác lạ mắt bằng tinh thể vàng vàng, nổi bật bên trên nền khảm trai. Và nếu như bạn đưa ra ánh sáng mặt trời thì có lẽ chiếc đồng hồ này còn tỏa sáng hơn hẳn. Được đánh giá cao trong giới chế tác bởi sở hữu vẻ ngoài vượt thời gian, từ khi ra đời cho đến nay, nhiều cỗ máy thời gian của nhà Rolex thực tế không thay đổi quá nhiều về mặt thiết kế và mẫu Daytona không phải là ngoại lệ. Điều Rolex vẫn luôn theo đuổi trong nhiều năm là cải thiện chức năng của mỗi cỗ máy thời gian đến tay khách hàng. Và với Daytona, sự chính xác của những chiếc chronograph luôn đặt tên hàng đầu. Sự chính xác hay không được quyết định chủ yếu bởi bộ máy vận hành bên trong. Và với mẫu đồng hồ Daytona 116518 này, bộ máy được sử dụng là bộ máy 4130. Thực tế thì phải sau đến 37 năm kể từ khi ra mắt, bộ sưu tập Daytona mới sử dụng những cỗ máy in-house được sản xuất bởi chính Rolex là bộ máy 4130 đã được Rolex giới thiệu tại Ba Giây World vào năm 2000 trong mẫu Daytona 116520 trước đó. Bộ máy được sử dụng trước đây là bộ máy 4030, được cải tiến từ bộ máy Henri Merlot có thời lượng cót 54 giờ, còn bộ máy trong mẫu đồng hồ này có thời lượng cót lên đến 72 giờ. Nhà sản xuất Rolex đã tiến hành nghiên cứu và phát triển trong vòng 5 năm để đảm bảo hoạt động ổn định cũng như là mạnh mẽ, bền bỉ và hiệu quả. Bộ máy 4130 giờ được tích hợp cơ chế chronograph bánh xe cột có tần số 4Hz và có khả năng cung cấp cho chiếc đồng hồ này vận hành trong vòng 72 giờ đồng hồ. Trên đây là vài chi tiết mà chúng tôi muốn truyền tải về mẫu đồng hồ nổi tiếng Daytona đến từ nhà sản xuất Rolex này. Nếu như cần thêm bất kỳ thông tin chi tiết về mẫu đồng hồ này hay bất kỳ mẫu đồng hồ khác, bạn có thể để lại comment hoặc truy cập ngay vào website của chúng tôi. Gia Bảo Luxury.com. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.